nhân viên yêu quý. Đã một năm qua, ngày tháng vẫn trôi, dòng suối vẫn chảy. Em viết bức thư này cho anh, chẳng hiểu rồi có đến được tay anh không. Nếu anh nhận được, thì anh biết cho rằng em đang cầu nguyện ngày đêm cho anh được trở về cùng gia đình và em. Trong khi anh xông pha trên các mặt trận với những chiến công rực rỡ, thì đầu năm nay, lúc xuân đến, chính sách phát động quần chúng nhân dân đấu tranh chống địa chủ bắt đầu áp dụng. Thật là một quốc kế dân sinh vĩ đại, bởi vì nhờ chính sách đó mà dân ta có thể thực hiện được câu người cày có ruộng cày. Muốn thực hiện được điều ấy, giai cấp nông dân cần phải diệt trừ giai cấp địa chủ. Vì lẽ, quyền lợi của hai giai cấp ấy trái ngược nhau. Tuy thế, em tin tưởng rằng chính phủ sẽ phân minh sáng suốt, không trừng trị những hạt địa chủ như thầy mẹ ở nhà. Vì những người ấy đã tận tâm ủng hộ phong trào kháng chiến và không bóc lột nhân dân. Đồng chí đại đội trưởng, đồng chí chính ủy, chúng tôi nhận được lệnh của thượng cấp giải đồng chí về làng của đồng chí. Tại sao lại giấy của công an? Tôi thuộc về bộ đội cơ mà. Thưa đồng chí, chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh của thượng cấp mà thôi. Yêu cầu đồng chí tuân lệnh. Toàn thể đồng bào, công việc chúng ta làm ngày nay sẽ đánh dấu một bước tiến rất dài trong công cuộc cách mạng lớn lao của nước ta để tiến tới xã hội chủ nghĩa. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào, hôm nay giai cấp bần côn nông sẽ vạch mặt ra giai cấp địa chủ cơ hạo. Muốn thế, anh chị em bần côn nông phải mạnh liệt chống cường hào địa chủ, đại hào địa chủ, đại hào địa chủ. Đồng chí thuộc thành viên địa chủ hay sao không lại làm? Nhân dân đảng và chính phủ từ tuyên bố khai mạc phiên tòa án nhân dân hôm nay. Đồng bào hãy bình tĩnh và đợi quyết nghị của tòa án nhân dân. Này, thằng kia, mày trả lời đi, tên mày là gì? Thưa đồng chí chủ. Mày là đứa chủ, ai cho phép mày gọi tao là đồng chí? Thằng địa chủ kia, mày to lên, tao không nghe được gì cả. Thưa chủ tịch, tôi là Nguyễn Văn Long. Đồng chí Lan, yêu cầu đồng chí hãy ghi chép tất cả những lời khai của tên kia. Cô Lan ơi, cứu chúng tôi với. Mày bao nhiêu tuổi?
Thưa tôi 56 tuổi. Mày làm nghề gì? Thưa tôi là địa chủ. Theo bản báo cáo của ủy ban xã, mày là một thằng địa chủ giàu có khét tiếng ở vùng này. Mày đã có bao nhiêu ruộng đất rồi mà mày vẫn còn tham lam. Vậy liệu mày có thể giải thích để cho nhân dân hiểu vì sao không? Thưa chủ tịch, tôi giàu có đã mấy đời này, mấy đời rồi, chứ không phải rằng bây giờ mới có ruộng nương và tiền của. Hơn nữa là cha ông tôi để lại suốt đời làm ăn vất vả mới có sự nghiệp ngày nay. Mày bảo mày làm lụng cực nhọc mới giàu có. Người ta hỏi mày, mày có khổ sở hơn những dân quê đã làm việc với mày không? Thưa thằng kia, mày phải trả lời cho rõ ràng. Chúng mày không vô đồng đồng bào, chúng mày bóc lột bằng có đồng, tôi sẽ trả lời chúng mày. Trả đồng. Bóc lột. Phải, chính thế. Nhân dân ngày nay đã giác ngộ quyền lợi của mình. Trước khi tòa tuyên án, tôi yêu cầu toàn thể nhân dân có mặt tại đây, nếu ai biết tên địa chủ đại gia nát này có tội gì thì mang ra đâu. Nếu không mang ra đâu, tức là đồng lõa với bọn địa chủ đại gian đại ác. Nếu mang ra đâu, tức là phục vụ quyền lợi của nhân dân. Tòa sẽ căn cứ vào đó mà quyết định. Này, anh Thủy, anh đợi gì mà anh ra tố cáo chúng nó? Anh không tố cáo bị lâu thôi đấy nhé. Đi, đi tố cáo đi. Này, đồng chí chủ tịch, cho anh tí mà tố cáo đi. Xin mời ở đây. Mày có biết tao là ai không? Có. Anh là anh Cú Tí. Khá nhỉ. Mày có nhớ tao kìa. Mày có nhớ tao đi Trân Châu cho mày mấy năm không? Thấy thế mà chỉ có một hôm cho anh nhầm ruộng của người ta mà mày ăn anh đập chửi rủa tao. Có thằng địa chủ dân ác kìa. Tôi nào có dám đánh đập anh. Anh nhớ lắm. Anh hôm ấy để cho sâu anh bệnh lúa là vì anh bỏ anh đi chơi với cô chị làng bên cạnh. Anh để cho tôi phải đền người ta mất bao nhiêu tiền. Mày nói ra nóc của tao mà mày của nó đem cả chuyện riêng của tao ra đây mà nói nha. Đôi điều chú 5 điểm. Anh Tí ơi, anh Tí à. Nhớ nói gì chưa? Đồng chí chủ tịch, thêm một người này muốn tố cáo được chú. Kìa con, cha. Cảm ơn con ơi. Ai cho phép mày gọi tao là con? Tao chỉ là con nuôi của mày thôi.
Nhưng từ nay tao không nhận mày làm cha nữa. Tao đã dại dột nhận một thằng địa chủ làm cha nuôi. Nay nhờ chính phủ và đảng, tao đã giáng ngộ. Tao xuất thân ở giai cấp bần nông, không bao giờ tao lại liên hệ mày được. Thế con ơi, bấy lâu năm nay thầy ăn ở có điều gì tệ mấy con đâu mà ngày nay con đã. Mày đã khôn khéo bắt tao làm con nuôi cho mày để khỏi phải trả lương. Mày đã thâm độc bắt tao làm công không cho mày trong bấy nhiêu năm trời. Sao con thể bạc thế con? Con quên những khi ngày trong ngày con đau đớn, mẹ chạy chữa uống sao thuốc thang cho con sao con? Đi về bộ con mẹ kia. Thưa mẹ, đồng chí chủ tịch, con chiều hè muốn đấu tố đây ạ. Thể nhân dân, tên Nguyễn Văn Long xuất thân ở một gia đình quan lại cũ. Cha mẹ nó đã hút máu mủ của bần quân ông đã mấy đời. Nhờ vậy, từ thuở nhỏ nó đã được theo học ở trường tỉnh và đồng thời học những mánh khóe gian ác lưu manh của bọn thực dân. Nông dân vùng này ai còn lạ gì cách bóc lột tàn nhẫn của nó nữa. Khi phong trào kháng chiến nổi dậy, nó đã khôn khéo mang thóc lúa ra ủng hộ phong trào. Anh chị em có biết nó làm thế để làm gì không? Không phải là nó yêu nước, mà nó hòng che đậy tội lỗi. Hoan tôi quá, tôi thành thật ủng hộ chính phủ kháng chiến. Những người làm việc với tôi đều được tôi trả lương nhiều hơn người khác. Cấm nghe mồm! Mày ra đây để nhân dân xử tội, có hỏi mày mới được nói. Với những chứng cứ rành rành mà tên địa chủ kia còn kêu oan, tôi xin hỏi, nếu nó bảo rằng oan thì rằng tất cả nhân dân đây đều nói vu tôi hay sao? Như vậy đủ tỏ ra nó là một thằng ngoan cố, dám cho nhân dân là lâm lên. Nói đủ,
Ra đâu? Ra đâu cơ ngài đại chú? Ra đâu? Ra đâu? Có những đồng chí đã bị nó bóc lột như đồng chí Hòe, đồng chí Cú Tý, đồng chí con nuôi của bị cáo. Tôi yêu cầu toán nhân dân này xử thật nặng vào trong tên địa chủ này để làm gương cho những kẻ khác. Nhưng trước tòa án nhân dân, ai cũng có quyền tự bào chữa. Bị cáo có quyền tự bênh vực mình và giải bày những điều bất đức. Như vậy, tòa án nhân dân mới tỏ ra rằng làm việc một cách công minh và dân chủ. Hai vợ chồng tên kia, bây giờ mày có điều gì muốn nói? Nói đi. Bị cáo đã nhận hết tội lỗi và yêu cầu tòa thể nhân dân bắt đầu nghị án. Tôi xin nói. Anh Vinh, tôi xin nói. Anh Vinh, đại đội trưởng Vinh đây, con của Nguyễn Văn Long. Tôi nói đây không phải là cho riêng cá nhân tôi, mà là cho cha tôi, cho mẹ tôi và cho cả tổ quốc của chúng ta nữa. Không đâu, không hợp lệ. Bị cáo đã nhận hết tội lỗi của nó rồi, anh không có quyền cãi. Sao? Đồng chí nói sao? Tôi lại không có quyền cãi à? Thôi, anh không có quyền cãi. Trước tòa án nhân dân này tôi lại không có quyền cãi hay sao? Phải, trước tòa án nhân dân này anh không có quyền cãi. Tôi đã từng cùng với các chiến sĩ chiến đấu để giải phóng dân tộc, tôi lại không có quyền nói gì trước tòa án nhân dân này hay sao? Tại sao tôi lại không có quyền nói gì trước tòa án nhân dân? Một người con không có quyền bào chữa cho cha mẹ hay sao? Tôi thừa biết rằng các đồng chí đã buộc tội cha mẹ tôi trước khi lập nên tòa án nhân dân này. Yêu cầu các đồng chí nghe tôi nói. Các đồng chí có thể nào tin được ở những lời tố cáo của những kẻ chỉ vì bị đánh đập đe dọa mà phải ra đi tố cáo không? Lôi lên đi ra ngoài! Tại sao? Tại sao các đồng chí không dám để tôi nói à? Các đồng chí sợ? Các đồng chí sợ rằng sự thật sẽ lột chân mặt nạ của các đồng chí ra ở đây sao? Cho phép đi nói. Nhưng anh phải nhớ, nếu anh không dẫn chứng được đầy đủ để bào chữa cho cha mẹ anh, anh sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn cha mẹ anh. Nào những ai đã từng cầm súng chiến đấu cho độc lập và tự do của tổ quốc, hãy cùng tôi mạnh dạn bước ra khỏi hàng. Sao? Ta lại chỉ có ba thôi à? Thế còn các đồng chí bồi thẩm? Thế còn đồng chí chủ tịch? Các đồng chí chưa từng bao giờ chiến đấu hay sao? Hỏi rằng các đồng chí đã giúp đỡ được gì cho phong trào kháng chiến như cha mẹ tôi chưa? Các đồng chí nghe tôi. Tôi đã nói là tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng cho tổ quốc. Và tôi tin rằng rồi đây, những mũi súng này sẽ quay lại giết hết tất cả những kẻ nào đã lập nên tòa án nhân dân giả hiệu này. Đây là một vụ mưu sát chứ không phải một vụ xử án. Nhân dân đã lên án tử hình bị cáo, về tòa y án để làm gương kẻ khác. Đồng ý. Xin các đồng chí nên thận trọng về việc này. Các đồng chí đừng quên rằng ông và Long đã ủng hộ kháng chiến rất nhiều. Thử hỏi trong làng ta, ai là người đã triệt để ủng hộ như thế chưa? Các đồng chí thì nghĩ xem, trong mấy năm nay
ai là người đã tích cực ủng hộ du kích xã. Những năm đói kém, ai là người đã mang hết thóc gạo của mình ra để tiếp tế đồng bào Nghệ Tĩnh. Nhưng họ là địa chủ và là kẻ thù của chúng ta. Nhưng người địa chủ này đã giác ngộ. Tôi xin nói, ông bà Long là người ái quốc. Hơn nữa, con ông bà Long là đại đội trưởng, là một anh hùng dân tộc. Không một ai còn lạ cho những chiến công oanh liệt của đồng chí Vinh. Những chiến thắng Cao Bắc Lạc, Núi Voi, Đông Khê. Gia đình ông bà Long và người con trai đã hy sinh tất cả cuộc kháng chiến. Tôi yêu cầu các đồng chí đừng quên những đỉnh. Đồng chí Lan, lý luận của đồng chí dựa trên tình cảm cá nhân nhiều quá. Lý luận chỉ có thể đứng vững được nếu dựa trên lập trường của Đảng. Đồng chí cũng nên nhớ rằng chí anh dũng, lòng hy sinh không bao giờ có thể có được trong giai cấp thối nát của bọn cường hào địa chủ. Đồng chí Lan nên hiểu những mưu mô thâm độc của bọn địa chủ. Chúng ủng hộ kháng chiến chẳng qua là chúng hiểu rộng lo xa. Chúng đem tiền bạc thóc gạo ra để ủng giúp kháng chiến nhằm một mục đích là mua chuộc lòng nhân dân như thời trước. Nhưng chúng đã làm to, nhân dân ngày nay đã giác ngộ và quyết tâm đem bọn chúng ra xử tội. Sự xét đoán của nhân dân không bao giờ sai lầm cả. Chính đồng chí đã nói rằng đảng lãnh đạo mà nhân dân chỉ là đàn cừu về quyết định của nhân dân đâu. Nhân dân là giáo dục nên là giác ngộ, nay quyết tâm đem bọn chúng ra trừng trị. Quyết định của nhân dân là quyết định của đảng. Đồng chí Người Điện, đồng chí Lan, đồng chí nên nhớ rằng ý kiến của đồng chí chủ tịch không phải là ý kiến cá nhân mà là ý kiến của đảng, và đảng thì không bao giờ sai lầm cả. Tôi xin giải thích về trường hợp đại đội trưởng Vinh. Những chiến công oanh liệt của hắn đều do sức hôn đúc chí quật cường của cả dân tộc. Những chiến sĩ dưới quyền hắn chỉ huy đều là những con yêu của tổ quốc. Tôi hỏi, nếu không có những chiến sĩ ấy, liệu một mình Vinh có làm gì được không? Giờ đây là giai đoạn tranh đấu của giai cấp bị áp bức. Các đồng chí phải gạt bỏ mọi tình cảm cá nhân, đem hết tâm trí mà phục vụ đảng. Đó là phương pháp duy nhất để phục vụ nhân dân. Chúng ta phải cương quyết diệt trừ tất cả những kẻ nào chống lại chúng ta, vì là đó tòa tuyên án tử hình vợ chồng tên địa chủ phản động. Vợ chồng tên địa chủ, tòa đã tuyên án sơ thẩm, bản án sẽ thi hành. Một lần cuối cùng, vợ chồng anh muốn yêu cầu điều gì? Tôi muốn cưới trói. Anh đừng gặp tôi. Thôi bà, đằng nào một lần chết, dù mình có chết quan chăng nữa thì cũng cứ vui vẻ đi, để cho con cháu mình nó được cái hãnh diện là cha mẹ nó chết cho tự do của tổ quốc. Người ta ngất như thế này, đồng chí không cho người ta được một bát nước hay sao? Chị Lan, chị nên hiểu rằng không
có thể ngăn cản được bước tiến của nhân dân. Nhưng tôi yêu anh Vinh, tôi cũng chỉ là người, mà đã là người thì ai cũng phải có tình cảm. Và lại anh ấy không làm hại gì ai đâu. Tình cảm, trí óc, trái tim con người như đồng chí phải để đem phụng sự cho chủ nghĩa, cho đoàn thể, chứ không thể đem phụng sự những cảm giác vị kỷ cá nhân. Tình yêu chỉ là những cảm giác cá nhân dê hẹn yêu đương. Đồng chí chủ tịch nói rất phải. Đồng chí Lan, đồng chí là một trong những người lãnh đạo quần chúng, đồng chí không thể trọng tình cảm cá nhân hơn quyền lợi của đoàn thể. Vinh là kẻ thù của dân tộc. Đồng chí Lan hãy chọn một là Vinh, hai là dân tộc và tổ quốc. Xử tội vợ chồng tên địa chủ gian ác. Mọi người hãy lần lượt ra miệng hô, lấy đất ném cho kỳ chôn sống được con tù mới thôi. Từ từ đưa đi cho xong. Giết nó bây giờ thất sách, vì trước mắt dân chúng nó vẫn là anh hùng dân tộc. Tôi có ý kiến. Anh chưa nói. Tôi đề nghị kết án Vinh khổ sai chung thân. Hắn chết bây giờ có lợi cho ai đâu, nhất là trong lúc đảng và chính phủ lại đang cần dân công tiếp liệu cho các mặt trận. Hay là ta cho hắn vào đoàn dân công, như vậy hằng ngày đồng chí Lan sẽ trông thấy hắn, để tiện thể xem đồng chí Lan có trung thành với ta không. Đồng chí Trâm, đồng chí thật xứng đáng là người lãnh đạo quần chúng. Tôi đồng ý kết án khổ sai trung thân Vinh. Đồng chí Hải, đồng chí sẽ phụ trách đảm dân công. Đồng chí Trâm, đồng chí sẽ phụ trách anh em cán bộ đi theo.
ta phải tiếp liệu cho chiến sĩ ngoài mặt trận. Các cán bộ đi trước cùng với nhân dân với viện binh. Đồng chí chủ tịch, muốn có thêm sức mạnh, tôi có ý kiến là chúng ta sẽ lấy phạm nhân đi theo với đại đoàn dân công. Và chúng ta sẽ chia ra cứ từng nhóm 3 phạm nhân. Nếu một trong số 3 đứa mà trốn thì 2 đứa kia phải chịu trách nhiệm. Và cứ 3 nhóm sẽ liên đới trách nhiệm với nhau. Và như vậy thì nghĩa là nó sẽ canh chừng lẫn nhau. Sớm mai chúng ta sẽ lên đường.